có một bí mật, Tú giỏi nhất là làm cho người khác ngủ. Destiny. Khó là trước khi chị gặp em thôi, 90% khách phong thủy bên em đều là dân bất động sản. Anh Nú rồi em đi. Đừng để anh Nú đi làm đĩ nữa. Tôi kiểm tra cậu rồi. Người bị tụt đường huyết thường sẽ run rẩy, vã mồ hôi toàn thân, tim đập rất nhanh và cuối cùng sẽ bị suy giảm thị lực nhất thời. Tóm lại, cậu chính là kẻ lừa đảo.